Lần đầu tiên em tham dự được gọi vào đội tuyển quốc gia đúng không? Cảm nhận của em như thế nào? Trong những ngày vừa rồi em tập luyện. Rất là vui. Tức là rất là vui khi lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển. Em đã làm việc với chú Trung trước đấy bao giờ chưa? Dạ em có ạ. Em có U19 ạ. Trước khi đến bóng đá em mong chờ điều gì và khi được gọi vào đội tuyển quốc gia như này thì cái cảm xúc của em như thế nào khi em biết được cái cuộc gọi đấy là mình được gọi? Khi em biết em được lên đội tuyển thì rất là vui rồi. Rất là vui vì mình được lần tiên mình được. Cái trước khi đến bóng đá thì đến bóng đá ấy, bóng đá nữ thì em mong chờ điều gì đối với em? Em mục tiêu mà ban đầu em đặt ra của mình mà em bắt đầu với bóng đá. Bắt đầu với cái nghề bóng đá này, em mong chờ điều gì? Anh hỏi khó. Khó. Vì sao em lại làm cầu thủ? Tại sao em lại lựa chọn này? Tình cờ. Mình có đam mê thì mình mới đến với bóng đá. Từ bé em có đam mê với bóng đá. Em bắt đầu đá bóng từ mấy tuổi? Em bắt đầu đá bóng từ 52 tuổi. Em có hình mẫu lý tưởng của thôi, thôi đấy. Thì ý anh là cầu thủ bóng đá, cục vị trí với em ấy. Ý anh là cầu thủ bóng đá mà em có thần tượng nào không ấy? Hay là câu lạc bộ em thần tượng là gì? Câu lạc bộ của em thì em thần tượng chị Liễu. Chị có một cái khó khăn, chị vận động với cả chị rất là gương mẫu, chị đá. Thế còn câu lạc bộ em có câu lạc bộ nào em yêu thích hay không? Đội bóng ấy. Không, ý anh không phải không nhất thiết là phải gọi hạng. Một đội tuyển Việt Nam hay là gì đấy cũng được. Đội tuyển U23. Trong đội tuyển U23 thì em yêu thích cầu thủ nào? Em rất thích cầu thủ Quang Hà. Mong muốn của em là gì nếu em được gặp Quang Hà? À không, đấy là anh nói thật, hỏi thật. Chụp ảnh xin chữ ký hay gì? Muốn của em là được chụp ảnh cùng anh, được xin chữ ký. Sau 3 tuần tập luyện cùng đội thế này thì em thấy sự hòa nhập của để các bạn trẻ với đội. Sự hòa nhập của các bạn trẻ, bọn em được các chị giúp đỡ nhiều. Thì mình trẻ mới lên đây các chị quan tâm giúp đỡ mình. Trước đây em đã từng phải đối đầu với những đội bóng nào mà có thể hình hoặc là thể lực nó vượt trội như là Jordan hoặc là Uruguay chúng ta sắp tới chưa? Em đã được chạm trán với những đối thủ như thế từ bao giờ chưa? Thì thầy truyền đạt lại cho em những gì để đối mặt với những cầu thủ như thế? Khó. Cho em thêm một câu nhé. Ừ, em hỏi đi. Em đã ở vị trí cánh phải đúng không? Vâng. Em đánh giá điểm mạnh lớn nhất của em là gì? Điểm mạnh lớn nhất của em là sức mạnh, em có cái tốc độ. Em có hay lên tham gia tấn công không? Có tạt bóng nhiều không? Dạ cũng nghĩ đã, tại vì dưới câu lạc bộ em thường xuyên là cầu thủ nhiều. Em đã bao giờ tiếp xúc nhiều với truyền thông nhưng mà anh thấy em ngại thế? em có nhưng mà em hay ngại lắm. Bây giờ toàn các anh á. Thế cảm giác của em như thế nào khi mà em cảm thấy là cái sự quan tâm của truyền thông với bóng đá nữ thì đương nhiên là không thể nhiều bóng đá nam rồi. Thì cái cảm giác của em như thế nào khi mà em nhận thấy cái sự khác biệt này? Em nghĩ ra khi mà bọn cái truyền thông ấy nó chưa quan tâm đến bóng đá nữ quá nhiều được như bóng đá nam, bọn em cần làm gì và thầy Trung thì hay nói gì với bọn em về những cái chuyện này không? Anh đang hỏi câu khó này. Thế à? Chết này. Nãy ra hỏi tiếp đi. Sau một thời gian làm việc với bác Trung thì em thấy bác Trung hết từ bác Trung. Dạ, bác Trung là một người rất là cần cù, rất là quan tâm đến bọn em. Cứ bình tĩnh. Anh không ăn thịt em đâu. Bây giờ nhá, anh hỏi câu này dễ này. Người hâm mộ ấy, người ta cũng rất là muốn là bọn em chia sẻ những cái khó khăn hoặc là những cái ưu hay cái nhược hay cái tích cực hay gì đấy của bọn em với khán giả để mọi người được biết thêm bọn em nhiều hơn. Thì đây, qua đây thì em có muốn chia sẻ gì với cả người hâm mộ để mọi người có thể đến ủng hộ em hay là ủng hộ đội bóng nhiều hơn không? Ừ.
Chắc phải phỏng vấn hàng ngày luôn. Phải luyện. Ok, chắc là thế thôi, cho Duyên về nghỉ ngơi khổ thân. Cảm ơn em nhá.